Hello, xin chào các bạn nhé. Tôi là Nông Văn Truyền, người đang sắp chuẩn bị chia sẻ với các bạn một cái video clip về một cái loại thảo mộc, thảo dược, loại rau. Theo các bạn nghĩ thế nào cũng được. Đúng ra là về một cái loại gọi là trà cũng được, dây cũng được, cây cũng được. Mà trong này các bạn sẽ biết. Và mình đã có trải nghiệm với cái cây này rồi nên mình mới chia sẻ với các bạn nhé. Trước mắt các bạn thấy có gì đúng không? Tất nhiên là chưa có gì. Rồi, trước mắt sẽ có, các bạn sẽ có cái gì đây? Sẽ có gậy. Rồi, để các bạn đoán nhá. Chốc nữa để các bạn đoán xem đây là cái gì nhá. Ok. Các bạn hãy like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhá. Kênh này là kênh Nông Văn Truyền, chính chủ Nông Văn Truyền. Và kênh này là mình chuyên để chia sẻ trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm về những cái gì mình đã trải qua và mình cảm thấy nó hữu ích để mình chia sẻ cho các mọi người về thức ăn đồ uống, về những loại hoa lá của cây thảo mộc, thảo dược mà bản thân mình được trải nghiệm qua, cũng giống như là những cái địa điểm nào đó mình có thể đi qua trên quê hương đất Cao Bằng này chẳng hạn, hoặc là nơi tôi đi qua và tôi thấy hay, tôi có thể ghi lại hình ảnh, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái loại nói nào được nhỉ? Rồi để mình lấy nó ra nhé. Lấy ra khỏi túi nhé, lại để cho bạn nhìn kỹ rõ hơn nhé. Đấy. Rồi để đây các bạn nhìn nhé. Rồi các bạn đoán xem đây là cái gì? Các bạn vào lúc này, đoán xem là gì nhé. Ok, nhìn chưa rõ đúng không? Rồi, lấy ra tiếp này, móc ra. Đấy, thấy chưa các bạn? Đây là cái gì đây các bạn? Rồi, thì mình lấy hẳn một nắm ra đây nhá. Rồi, lấy cái bàn đi này. Rồi, lấy bên này. Để các bạn xem. Rồi đây. Vâng, đây là cái mình đã có một bình, cũng là lại cái này nhá. Một chú cái để cho vào bình, cái để cho vào túi bóng. Mà chia sẻ với bạn. Rồi để các bạn đoán đây. Này là gì chưa này? Rồi các bạn nhìn kỹ và đoán cho mình xem. Chưa biết cái gì đúng không? Vâng, xin thưa các bạn nhé, đây là cái theo mình gọi thì được gọi là giảo cổ lam. Các bạn có thể gọi trên mạng hay là tìm hiểu trên mạng thì các bạn có thể vừa thấy là vừa là cây giảo cổ lam này, dây giảo cổ lam này, trà giảo cổ lam này, rau giảo cổ lam này, và như thế nào cũng có. Nói chung là thì nó là giảo cổ lam. Đấy. Và cái giảo cổ lam này mình lấy từ trên rừng về và mình đã phơi khô rồi. Đấy, phơi khô rồi mình mới thái ra, mình mới bảo quản để như thế này nhá. Mình mới bảo quản để như thế này. Rồi, xin giới thiệu tiếp, chia sẻ với bạn tiếp nhá. Cái dây giảo cổ lam này là nó có ở đâu nhỉ, các bạn biết không? Thứ nhất là ở những vùng núi, vùng rừng, đồi núi ở các tỉnh miền núi phía Bắc, ở Cao Bằng Việt Nam mình. Và bây giờ người ta đã nhân rộng ra cái cây này ra làm kinh tế. Người ta làm kinh tế là nó là làm trà. Chè giả của Lam ấy, làm trà ấy. Trong nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái món trà giả của Lam này mà hôm qua tôi vừa pha và bây giờ cũng đang uống này. Và mình đã được trải nghiệm với cái trà với cái cây dây giảo cổ lam này được rất là nhiều năm rồi, bởi vì mình đã từng sống ở trong rừng nhiều năm và mình đã từng trải nghiệm, đã từng sử dụng cái dây này và mình cảm thấy rất là công hiệu của nó rất là tốt, công dụng của nó tốt. Mình thì không phải là nhà khoa học hay là cái gì mà có chứng minh và kiểm nghiệm được, nhưng mà chắc chắn các bạn tìm hiểu trên mạng thì các bạn cũng sẽ biết cái công dụng của cái cây này, dây này. Thì qua trải nghiệm của bản thân
Thì mình dùng cái da trà cái cây giả của lam này là vì mục đích là thứ nhất là nếu mà nó còn tươi ấy, thì là dùng mình lấy cái lá nó của nó về thay luộc làm rau ăn, luộc giống như luộc rau xanh của chúng ta ấy, luộc ăn cái lá của nó làm rau. Đấy, còn cái đấy là để cung cấp dinh dưỡng nhá. Còn cái phần còn cái khía cạnh thứ hai của mình dùng trà giả của lam như này, thì là dùng để làm chè uống để thanh nhiệt cơ thể, để thanh nhiệt cơ thể, thanh lọc cơ thể. Cái trà này uống vào các bạn sẽ hạ áp, giảm huyết áp rất nhanh. Người nào mà to béo béo phì nên dùng cái trà này, tôi khuyên các bạn như vậy. Và để giúp ngủ ngon, đấy, giúp ngủ ngon, giải nhiệt giúp ngủ ngon, thải độc gan, trà giả của lam này. Kể các bạn ăn tươi, luộc ăn tươi giống như luộc rau cũng như vậy thôi. Đấy. Cũng như vậy thôi. Nếu mà làm khô thì cái lá của nó héo vào. Đấy. Lá của nó thì nó héo và giống như là lá chè. Nó đơn giản giống như là cái chè, cái lá chè đúng không các bạn? Nếu mà tươi thì các bạn uống tươi thì cái chè tươi thì các bạn cũng uống được đúng không? Cũng là công dụng như vậy, tốt như vậy. Nhưng bây giờ người ta làm trà xanh này, trà xanh không độ, trà C2 các kiểu ấy, có đúng không? Thì và cái trà của chúng ta uống hàng ngày cũng có đúng không? Uống trà thì người đang sấy khô và để mà người ta uống pha trà đấy. Thì cái cây dây giả cổ lam này cũng tương tự như vậy. Nhưng mà nếu mà tươi ấy, thì chúng ta ăn được sống cái lá của nó, cái lá của nó. À, vì ở đây cái mùa này nó không còn cái tươi rồi nên mình không có cái hình ảnh cái lá tươi để quay cho các bạn. Nhưng mà nếu các bạn cũng có thể tìm hiểu ở cái kênh khác hoặc là ở cái trên mạng thì các bạn sẽ biết là cái dây với cái dây giả của lam của nó như thế nào, mà cái cây giả của lam nó như thế nào. Đấy, các bạn sẽ biết này, các bạn sẽ tìm hiểu trên đấy. Nhưng cái này rất tiếc là mình đã làm khô rồi, mình đã lên rừng xé về ăn cái lá của nó rồi, bây giờ còn cái dây của nó là mình sấy lên để khô này và để sử dụng dần. Đấy, để sử dụng dần. Công dụng của nó thì khỏi phải nói. Đấy. Thanh nhiệt, giải độc cơ thể, giải độc gan. Uống vào sẽ giúp các bạn ngủ rất là ngon. Nếu mà những người nào mà mới vừa dùng ấy mà bị béo phì ấy, thì tôi khuyên các bạn nên dùng ngay. Mình đã dùng thường xuyên và có trải nghiệm thường xuyên về cái lá cái dây này rồi. Kể gán tươi nó cũng tốt và làm chè này cũng tốt. À, tất nhiên là cái tươi thì không để được lâu thì đâm ra là mình chỉ đem cái lá thôi. Đấy. Còn cái cuống cái dây của nó như thế này này, mình phơi khô quạt sạch, để vào túi bóng này, bảo quản, để vào bình này, bảo quản để và sử dụng dần. Đấy, và sử dụng dần. Vâng, thế này để mình giới thiệu cho bạn cái chè nhá, cái chè mình hôm qua mình vừa mới pha, đấy. Mình vừa pha nhá. Ok đây nha các bạn nhá, đây là cái ca nước mà bên trong của nó là mình đã pha cái trà già của Lam cho bạn xem này. Đây. À, cái này thì là cốt 2 rồi, đâm ra cái nước của nó hơi nhạt đi một tí các bạn nhé. Nước của nó là hơi nhạt đi một tí thôi. Đấy, cốt 2 rồi. Và đây là cái nước của nó cũng là cốt 2 rồi. Mình pha rồi nhá, pha cái nước trà giả của Lam này mình lấy vào cốt 2. Và mình lấy vào tủ lạnh đi để mát uống các bạn ạ. Để mát uống được mà các bạn uống luôn cũng được. Thì cái cốt 1 của nó thì cái màu của nó đậm sẽ đậm hơn cái này. Đấy, cái cốt 1 của cái trà giả của Lam này nó sẽ đậm hơn. Nhưng đây sẽ là cốt 2 rồi. Đây là ví dụ như cái cốt 1 của nó mình cái tỷ lệ pha trà này thì nó sẽ cốt 1 của nó đặc như này này. À, tất nhiên là không so sánh được rồi, và trong quá trình pha chè thì tùy các bạn thôi đúng không? Tùy các bạn thôi, tùy bản thân tôi là người thì pha nhiều, người pha ít, thì nhiều thì nó sẽ đậm đặc, còn ít thì nó sẽ nhạt nhạt đúng không? Và cái này là cốt 2 rồi, cốt 2 thì ra nước như này, nước màu vàng vàng. Nước lọc thì trắng tinh đúng không? Và cái này là màu vàng vàng chút mà. Đây nhìn ở đây. Đây. Tất nhiên trà này các bạn có thể pha vào đâu cũng được, pha vào cái ca Âu này cũng được, hoặc là pha vào cái ấm ấm to của các bạn được. Các bạn có ấm thì pha vào ấm thì cũng được. Đây là mình thưởng thức luôn, mình rót ra từng ngụm nhá. Và mình uống cái trà giả của Nam này uống thay nước lọc bình thường hàng ngày của mình. Tất nhiên cái dây này là dây cái dạng sau Tết là mới có các bạn nhá, nó ra cái sau cái mùa xuân đấy, mùa xuân hoa lá của cây chồi xanh nảy lộc ấy. À, nói chung là sau mùa xuân là có, thì cái dây này mới có. Và bây giờ thì đang mùa hè rồi thì tôi
lấy từ cái mùa xuân mùa đông đấy có để bảo quản đến giờ mới dùng đấy mấy bạn nhá. Ui cái cốc hơi bẩn đi, không phải bẩn mà là lâu không đánh nên hơi quánh thế. Thử uống hết luôn. À tiện thể nói thêm về các bạn là cái vị vị của cái này. Cái vị của cái này là cái nó đắng chát, đắng chát, đắng đắng chát chát dịu dịu. Nó không phải là đắng giống như là măng đắng, cũng không phải đắng giống như là đắng của mướp đắng hay là đắng của những cái loại thảo dược khác, thảo mộc khác, mà đắng cái này nó kèm theo chát. Nó khi mà các bạn nuốt xuống cổ rồi, nuốt một lúc rồi thì các bạn lại thấy nó ngọt ngọt đấy. Riêng cái dây giả của Nam này, trà giả của Nam này thì cái vị của nó chắc chắn là thì các bạn chỉ được dùng trực tiếp thì may ra mới được hiểu được cái cảm nhận được cái vị của nó hết. Còn mình giới thiệu cho các bạn này, nó vị là hơi đắng tí, đắng chát là có vị chát đợi lợn nhưng mà uống vào là ngọt ngọt. Đấy, mình đang thưởng thức này. Mình không nói điêu với các bạn nào về cái mình trải nghiệm về cái này ở trên rừng ấy. Trong tất cả những cái loại hoa lá cỏ cây mình biết, mình sau cái mùa sau sau cái dịp Tết ấy, là cái mùa xuân đấy đúng không, thì có cái cây này mọc lên là mình thích nhất cái cây này, thích nhất cái dây này và cái cây này, bởi vì mình đã từng được trải nghiệm rất là nhiều năm rồi. Bởi vì nó ăn tươi cũng được, lấy về làm canh cũng được, bởi vì cái dây của nó để phơi khô quạt sạch để này để làm chè mình uống được quanh năm được. Đây cái bình này tôi phải vui uống hết mùa hè, cái bình này, cả cái này đấy có thể uống hết mùa hè. Và mỗi lần pha thì tùy các bạn thôi, các bạn thích uống nhiều thì pha nhiều, các bạn pha ít ít thì uống ít đúng không. Ví dụ cái bình này của mình ấy, cái ca này của mình ấy thì là hai nắm nhỏ này đấy, khoảng vào này thì mình pha một ca này, nhưng mà không phải một mình uống nữa nha, mình còn có mẹ của mình uống nữa, người khác cũng uống nữa đấy. Nếu mà một ngày các bạn mà dùng nước cứ cho là một ngày một bình đi, mùa nóng các bạn uống nước nhiều dùng một ngày một bình đi, và một bình như này bạn cứ có thể là các bạn thích đặc thì là uống một cốt thôi, nếu mà thích nhạt nhạt hơn thì uống cả cốt hai nữa để pha cốt hai nữa, đây hai nữa. Tất nhiên là nhạt quá thì không nên dùng nữa, và cũng không nên để qua ngày các bạn nhé. Mùa hè này cái trà này không nên để qua ngày, cũng giống như là mình pha ấm chè thôi đúng không, các bạn chỉ uống được một hai nước thôi, sau đó để qua ngày không nên rồi đúng không. Thế là ngày nào dùng ngày đấy, ngày nào pha ngày đấy, ngày khi nào uống thì pha thanh nhiệt cơ thể, giải độc mát gan, giúp ngủ ngon. Đó là những trải nghiệm của mình về cái cây dây giả của Nam này đấy. Mình xin được chia sẻ với các bạn như vậy nhá. Đây cái hành trình giả của Nam của mình đây, cái kinh nghiệm của mình có về cái giả của Lam đây, và đơn giản thôi, chỉ uống chè thôi đúng không. Tất nhiên là còn cái tươi thì các bạn có thể xem ở cái channel khác hoặc là tìm hiểu trên mạng khác, tìm hiểu ở cái kênh khác. Nếu có dịp thì tất nhiên là mình sẽ chia sẻ cái tươi thôi, nhưng mà cái thời điểm cái tươi thì mình lại chưa ghi được hình, chưa quay được video, mà đến thời điểm này mình mới được rối rãi thì mình mới chia sẻ với bạn. Vâng, mong các bạn đăng ký và ủng hộ mình nhé, chia sẻ giúp mình nhé. Tớ là Nông Văn Truyền, tôi là Nông Văn Truyền đây, chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm, những cái gì mà mình được trải qua, mình cảm thấy nó có ích thì mình chia sẻ với các bạn. Mình cảm thấy nó tốt cho bản thân mình, tốt cho anh em, người thân, bạn bè, bà con, cô bác, thì mình sẽ chia sẻ về những cái công dụng, công năng của những thảo mộc, thảo dược, hoặc là của những cái loại thức ăn, thức uống, kể cả rượu, đấy, kể cả những cái, nói chung là những cái trải nghiệm có ích. Đấy, mình uống hết cái cốc này. Hết cái này đến tầm trưa sẽ kiểu gì hết cái này. Và kể cả những trải nghiệm của mình đi đây đi đó, đi gần đi xa, đi trên đất nước, trên quanh tỉnh Cao Bằng này, hay là cái nơi nào mình có trải nghiệm hay hay thì mình sẽ chia sẻ với bạn tất cả về trải nghiệm về cuộc sống thôi. Các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh giúp mình nhá. Đó là Nông Văn Truyền nhá.
Và hôm trong video này mình xin được chia sẻ với các bạn về cái dây cây giả của Lam ấy. Nếu mà các bạn thấy hay, thấy thích hoặc là có cái gì chưa hiểu về cái vấn đề của cây giả của Lam này thì các bạn hãy comment bên dưới video nhé, để cho mình được có thể được chỉnh sửa này, thêm bớt hoặc là thêm một số chi tiết nào đó của mình thiếu cái cây này thì cho mình sẽ cho vào video mình chỉnh sửa, mình làm ở cái video sau được tốt hơn, để chia sẻ trải nghiệm cho các bạn sau được tốt hơn. Nói thêm với các bạn là khi mà mình đã phơi khô quạt sạch nha, để trong quá trình mình bảo quản để sử dụng lâu dài ấy, thì các bạn đừng để mốc nha. Đấy, cái mùa này là mùa hè, là mùa mưa nhiều nên mùa ẩm ướt nhiều, lâu lâu các bạn vẫn phải lấy nắng lên ấy. Nắng lên là phải ra phơi bảo quản cái để nó khỏi mốc, để nó mốc. Đấy, mốc là không thể dùng được nữa đâu nha các bạn nha. Đấy rồi. Mình xin dừng video ở đây, ngồi chia sẻ với các bạn cũng khá lâu rồi, 16 phút rồi. Đấy, đây là của Lam nha. Có gì các bạn hãy comment bên dưới về những gì các bạn mà chưa thấy hay, chưa được nhìn muốn để ủng hộ cho mình thôi. Nha. Đấy, mời các bạn tiếp này. Mời bạn nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nông Văn Truyền, tính được Cao Bằng, và chia sẻ trải nghiệm cuộc sống thôi.